Cha mẹ Diễm My Tịnh Thất Bồng Lai bị netizen chỉ trích vì lên livestream bà Phương Hằng cầu cứu. Thời gian vừa qua, Tịnh Thất Bồng Lai đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Lê Thanh Minh Tùng, người tự nhận là con ruột của thầy ông nội Lê Tùng Vân, đã xuất hiện trong livestream của bà Phương Hằng, lên tiếng tố cáo nhiều hành động vi phạm của cha. Trước đó, Công an tỉnh Long An cũng đưa ra kết luận Tịnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ mà ông Vân vừa đặt lại tên hồi tháng 1 năm 2020 là tụ điểm lợi dụng tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi. Những người sống sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Bà Phương Hằng cũng đề nghị ông Lê Tùng Vân xét nghiệm ADN với 10 người tại Tịnh Thất Bồng Lai, chứng minh sự trong sạch và sẽ bù đắp 20 tỷ nếu ông bị vu oan. Sau vài ngày im lặng thì ông Lê Tùng Vân đã lên tiếng chấp nhận đi xét nghiệm ADN với Lê Thanh Minh Tùng để chứng minh cả hai không phải là cha con. Tuy nhiên, ông Lê Tùng Vân cũng từ chối việc xét nghiệm ADN với những người ở Tịnh Thất Bồng Lai vì cho rằng những người đó không hề đề nghị hay nói ông là cha của họ. Trước những lời giải thích nói trên, trong tối cùng ngày, anh Lê Thanh Minh Tùng đã livestream lên tiếng đáp trả và cho rằng ông Lê Tùng Vân hoàn toàn đang né tránh các vấn đề mà anh đã tố trong buổi livestream với bà Phương Hằng trước đó. Theo anh Lê Thanh Minh Tùng, trong buổi livestream ngày 24 tháng 10 với bà Phương Hằng, anh không chỉ nhắc tới vấn đề anh là con ruột của ông Lê Tùng Vân mà còn đề cập đến nhiều vấn đề khác. Theo đó, anh Lê Thanh Minh Tùng còn tố nhiều người bao gồm trẻ em và người lớn trong Tịnh Thất Bồng Lai có mối quan hệ ruột thịt với ông Lê Tùng Vân. Trong livestream này, anh Lê Thanh Minh Tùng cũng tiết lộ rằng từ 2 năm trước, anh đã chấp nhận đi xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, kèm theo một điều kiện là tất cả những người trong Tịnh Thất cũng phải đi xét nghiệm hết, nhưng ông Lê Tùng Vân đã từ chối. Trước lời tuyên bố mới nhất của ông Lê Tùng Vân là đồng ý thực hiện xét nghiệm ADN để chứng minh mối quan hệ cha con, thì anh Lê Thanh Minh Tùng cũng đã phản hồi lại rằng anh chấp nhận. Minh Tùng đồng ý xét nghiệm ADN, nhưng với điều kiện đưa hết tất cả các thành viên từ thế hệ 9X đến các em nhỏ cùng nhau đi xét nghiệm hết để chứng minh rằng ông Lê Tùng Vân trong sạch. Tôi không cần những em nhỏ này nhận ông Vân là cha. Tất cả không có huyết thống, tại sao không dám xét nghiệm? Nếu ông Lê Tùng Vân trong sạch thì thử hết luôn. Bên cạnh đó, anh Lê Thanh Minh Tùng cho rằng, việc thực hiện xét nghiệm ADN là để trả lại danh dự cho các bé ở Tịnh Thất Bồng Lai. Việc ông Lê Tùng Vân không đồng ý xét nghiệm ADN và để anh Tùng liên tục lên nói về việc này chính là hại những đứa nhỏ. Những ngày vừa qua, vụ việc lùm xùm ở Tịnh Thất Bồng Lai vẫn chưa đi đến hồi kết, trong khi những nhân vật trong câu chuyện này liên tục lên tiếng phản pháo qua lại. Chưa biết thực hư sự việc này ra sao, tuy nhiên những màn đáp trả trên mạng xã hội khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, một nhân vật ở Tịnh Thất Bồng Lai cũng đang nhận được đông đảo sự chú ý của netizen, chính là Diễm My, cô gái từng khiến nơi này đại náo. Mới đây, anh Võ Văn Thắng, cha Diễm My cho biết, vợ chồng anh đã tìm đủ mọi cách từ thuê thám tử tư, nhờ bà con họ hàng YouTuber vào cuộc tìm kiếm Diễm My, nhưng không có kết quả. Cuối cùng, ba mẹ của Diễm My phải cầu cứu bà Nguyễn Phương Hằng. Từ khi lên sóng livestream, vợ chồng anh Thắng đã gặp phải nhiều áp lực từ phía dư luận cộng đồng mạng. Họ điện thoại bình luận trách móc chúng tôi, nói rằng chính chúng tôi lên livestream là giết chết con của mình. Những ngày qua tôi đã rất mệt mỏi, chị Đoàn Thị Tuyết Mai, mẹ ruột Diễm My chia sẻ. Từ khi con gái bỏ nhà đi, vợ chồng anh Võ Văn Thắng chưa bao giờ bỏ qua thông tin nào về nơi ở hay bất kỳ video nào liên quan đến con. Vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền thông tin cho rằng Huyền Trân, Tiểu Nico từng thi The Voice Kids và Diễm My hiện tại đã là mẹ. Ba ruột của Diễm My cho biết, chúng tôi đã nghe thông tin khoảng vài tháng nay. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa gặp được con, chưa rõ sự tình ra sao. Mẹ của My rất lo lắng cho cháu, đến nỗi bỏ ăn mất ngủ dẫn đến suy nhược cơ thể. Lúc tôi thông tin cho My về tình trạng của mẹ, nó chỉ nói rằng mẹ bệnh thì có bác sĩ lo. Câu nói đó thật sự đã khiến chúng tôi đau lòng. Tuy nhiên, chị Đoàn Thị Tuyết Mai, mẹ của Diễm My cũng khẳng định, đoạn video cháu khóc lóc uất hận trách cứ cha mẹ được lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày nay thực chất đã được đăng tải vào nửa năm trước. Tôi nhớ đó là vào tháng 3 năm 2021, khi Diễm My đã bỏ nhà đi rồi. Mái tóc gương mặt của con, người làm mẹ làm sao không nhớ rõ. Dù không gặp My, nhưng tôi xem clip, biết được từng giai đoạn con khác như thế nào. Khi nhiều kênh mạng xã hội, đài truyền hình, báo chí phản ánh về Tịnh Thất Bồng Lai, cháu trách chúng tôi là người đã đứng sau việc này. Nó quyết bảo vệ nơi đó tới cùng, chị Mai nghẹn ngào nói.